không cho gửi xe ở Đài Minh. Tất cả các ngã đường đến lãnh sự quán đều bị phong tỏa. Toàn người biểu tình vòng vòng. Có chồng cái đám cưới tội ghê. Đám cưới sao đúng lúc quá vậy? Chụp đúng rồi, đúng kỷ niệm mày. Đám cưới chỗ biểu tình. Chưa chúng hơi chúng hoát mấy cái phim bự của mày hả? Tất cả mấy cái này là lên YouTube hết. Đi đâu đây? Có cảng mà đâu? Trong này chúng mưa chúng quá. Bóng người. Hai hướng đi mỗi bên đi hướng khác nhau trời. Và biểu tình muốn xâm phạm sâu hơn vào lãnh sự quán nhưng mà đã bị chặn lại. Cho giờ bị tách rời rồi. Để chia rẽ. Nó nói gì không nghe vậy? À, Trường Sa Việt Nam. Chuyện gì? Có chuyện. Quốc tế hả? Quốc tế tới ngoài hả? Quốc tế gì? Ê, chứ sao đông quá vậy? Đi qua coi không? Nè, mất nữa là tự tử luôn. Thank you.